Có cá các bạn ơi, cái cần phía bên phải đầu tiên nè, nó giật mới phát liền nè, chắc cá nhỏ hay gì các bạn. Mình quay thử cho các bạn xem nha. Cá gì đây, cá gì đây? Con cá mày dinh. Con cá mày dinh này các bạn, nó còn nguyên cục mồi luôn nè. Hôm nay mình tiếp tục ra hồ Gia Ui, mình test mồi ngũ cốc nha các bạn. Nè, được con cá mày dinh đầu tiên này các bạn nè. Thôi đầu tiên là chưa có tiền nên mình sẽ bỏ vô trong giỏ nha các bạn. Dằn giỏ nha các bạn. Hiện tại cái hồ này nước có lên nhiều ghê các bạn ơi. Nước có lên quá trời nước luôn. Nước lên cao qua khỏi cái chỗ mình câu kia 4-5 mét luôn rồi. Nước lên ghê thiệt. Chỉ cách nhau chỉ có một tầng thôi mà nước lên nhanh quá các bạn ơi. Ok, cái giỏ cho em nó vào trong giỏ, bỏ vậy thôi chứ cuối giờ mà có nhiều cá mình sẽ thả nó nha các bạn. Ok, con cá đầu tiên trong này. Kiếm con khác nha các bạn. Chín cá bạn ơi. Đang thay mồi báo cá luôn. Chép. Chép. Chép ông táo. Dính hai lưỡi. Chép các bạn ơi. Một con cá chép rất là đẹp nha các bạn. Mình mới vừa quăng một cái đọt cái nó ăn nó dính luôn các bạn ơi. Con này về nhà thả hồ đẹp à. Đẹp, đẹp các bạn. Một con chép khá là đẹp luôn nha các bạn. Ok. Bậy, đâu có được. Đàn cá nè em ơi. Báo cá vô. Báo cá. Ông bạn lên cá luôn. Đây đây cho mình, đây cho mình. Đây cho mình. Ê, nó dính vô cái mắt mèo rồi. Từ từ nha. Từ từ nha, dính cái mắt mèo rồi. Mắt mèo cái gì? Qua luôn. Im.
từ. Mình lo cho. Cái mình lo cho. Nó cạn mà. Mình lo cho. Nằm ngoài đây nè. Dưới nước mè các bạn ơi. Mùa ngũ cốc mấy đỉnh. Còn nguyên con cá luôn kìa. Ô cho bá luôn kìa. Đúng chưa, giống cái đỏ vậy. Cho đỏ rồi, cho đỏ rồi, cho đỏ rồi. Vô. Wow, 10 điểm, 10 điểm. Vô luôn em, vô bờ luôn. Vô bờ luôn, vô bờ luôn, vô bờ luôn. Vô bờ luôn. Cộng cá cho chắc đi đã. Có gì nói má dặn rồi chứ khi các con lên lọ đã. 10 điểm. À, sau cơn mưa cá ăn nè các bạn ơi. Mùa cốc mấy đỉnh nha các bạn. Mùa ngũ cốc mấy đỉnh. Này 2kg các bạn ạ. 2kg. Mùa cốc mấy đỉnh. Mùa cái giật nó cần lấy cút đuôi nha. À nè. Mùa cốc mấy đỉnh. Cái gì nữa. Ngũ cốc thì ok rồi. À giật khổ anh mày không. Đó. Giờ anh mày tất cơ này. Nó lộn tất cơ bôi nè. Bạn cầm gần đi. Mình gửi cho. Các bạn, mồ cốc mãi đỉnh nha các bạn. Tách cái miệng luôn. Tuyệt vời. Dính mất mèo mà. Hả? Để em né anh ra chứ. Mất công nó cháy, cháy mạng chết. Cháy mạng. Cho hai anh kia lên tách thực hành luôn. Má vừa nó dính cá. Cá lòi bay cần luôn đã thiệt. Anh nói rồi. Anh chú thấy nào cũng là. Ok bạn ơi. Bay mất cần luôn rồi. Trôi rồi, trôi rồi. Ôi quá đẹp rồi em ơi. Trôi rồi. Ok, sang to rồi. Sang to rồi. Hỗ trợ anh ơi. Sang to rồi. Cuối đời gặp lan. Cuối đời nữa. Cuối ngày chứ. Giờ mới khởi điểm rồi sao cuối ngày. Cách kế bên nữa nè. Cách kế bên dùng dây luôn rồi. Nó dính cái gì này, cái gì cái đây rồi. Lên. Chú đỏ. Thấy chú đỏ mà. To. Vướng dây cần kia các bạn ơi. Má nó vướng còn dây. Chết chứ. Trời. Mập dưới trời. Ok. 3kg á. Quá đã các bạn ơi. 3kg các bạn ơi. Một con chó đỏ. Ù sao nó mập mà trời. Đá các bạn. Mập thù lù luôn. Tuyệt vời chứ các bạn. Cá kéo mắt cần đã. Đã. Xuống.
quá đã quá đã quá đã quá đã. Wow, chỗ đỏ nó mọc dưới trời. Ủa nu nặng luôn trời. Cá cá nó gần, nó không xa. Quá đã quá đã quá đã các bạn ơi. Ok nha các bạn. Mình đã thu dọn hết đồ câu rồi nè. Và kết thúc cái buổi ngày hôm nay đi test mùa ngũ cốc ngoài hồ Gia Ui cho mọi người xem nè. Và đây là cái thành quả của ngày hôm nay của mình nha các bạn. Hôm nay không có nhiều. Hôm nay tiết xấu quá các bạn ơi. Trời chiến bão xấu quá. Nên hôm nay mình chỉ được có 3 em. Đây là con cá đỏ gần 3 kg rồi. Đã các bạn. Chua đỏ mập có nu nặng luôn, một con cá chép đưa tới bầy trời. Con cá mà danh game mình sẽ thả nha. Bây giờ mình sẽ lấy cá mình sẽ bỏ vô trong cái túi này. Mình sẽ thổi oxy vô cho nó. Và mình đem về nhà để cho nó thả xuống hồ mình nuôi nó nha các bạn. Ngắm cảnh nha. Đó, ok. Ok, mời đây các bạn. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.